độ 10 củ cho Toyota Vios thì có gì hả anh em? Đây là một chiếc Toyota Vios 2018. Xe thì cũng đã trang bị một số option ở đây này cũng khá là ổn rồi, ví dụ như là đèn bi. Nhưng mà sau vài năm sử dụng, cái nhu cầu sử dụng mình càng cao và cái đèn càng tối, cũng như là cái nhu cầu sử dụng bản đồ giải trí của anh em sử dụng càng nhiều, thì hôm nay bên em vừa lên một combo, đó là nâng cấp một bộ màn hình Android. Đây là một bộ màn hình S100G của thương hiệu Zetech. Đó. Sử dụng đầy đủ tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường trực tuyến. Đấy, kết nối camera ghi hình hành trình tích hợp trong màn và cam lùi AHD hỗ trợ cho anh em lái xe cũng như là ghi lại cái hành trình khi anh em lái xe, rất là ok. Thứ hai đó là cái rất là quan trọng, đó là bộ đèn nguyên bản. Xe đã được trang bị là bi projector như trong sử dụng có bóng halogen, ánh sáng vàng ra, ánh sáng rất là tối nên khi anh em đi buổi tối anh em ở sau đèn như con đom đóm đấy, thì cái giải pháp hay nhất đó là anh em cứ nâng cấp lên một bộ khí LED. Đây là bên em vừa thấy này, nâng cấp một bộ chiếc tai V20 với công suất là tốt là 60W, pha 70W. Khi lên pha để có một chỗ tâm sáng và tâm vàng hỗ trợ cho anh em đi khi mà trời nhẹ, sương mù nhẹ. Đó, nên khi lên pha có độ trễ và khi anh em di chuyển, anh em đi có mặt cắt thì không sợ dây chói người đối diện. Một combo loanh quanh tầm 10 củ như này thôi là anh em đã trang bị đầy đủ từ đèn, từ màn. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Đầy đủ các tính năng mà loanh quanh chỉ tầm 10 củ thôi. Anh em đang sử dụng xe Toyota Vios, đang sử dụng xe mà thấy đèn tối hoặc là cái nhu cầu sử dụng về giải trí dẫn đường còn thiếu thì em mời qua Akala Thái Nguyên, thì qua bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em lên những cái combo, những cái món đồ mà sao nó hợp lý nhất cho anh em nhá.